Dạ con xin kính chào cô chú trên cộng đồng mạng ạ. Dạ cái clip hôm nay thì con nói về trọng súng hay cô chú? Thì thằng trọng súng á cô chú, con nói rồi, hổng gài á, nó toàn là làm những cái chuyện gì đâu không không mà cô chú, bởi vì sao nói nó mạt. Con nói rồi, với cái bản tánh này thì nó mạt muôn đời muôn kiếp không bao giờ ngóc đầu lên nổi. Tại vì sao? Tại vì xài tiền phung phí và không có biết đi làm để có cái đồng tiền. Mình làm tiền bằng mồ hôi nước mắt mình, thậm chí mình đổ bằng bằng xương bằng máu của mình nữa thì mình mới biết quý trọng cô chú. Còn cái này của thiên thì trả địa hết đó, không có chịu lo làm, rồi ai cho thì cứ xè tay ngửa tay á, đâu có biết cực khổ đâu, rồi cứ xài phung phí không có biết quý trọng. Thì con nói rồi, cái gì cũng vậy hết trơn, thậm chí con người cũng vậy nữa, mình quý trọng nó thì nó quý trọng mình. Còn cái này tiền mà nó xài vô tội vạ đồ đạc á, thì nó không có tiền thì nó bán, nó thích đi đâu trong mình nó không có tiền nó cũng lôi đồ trong nhà ra bán. Con nói rồi, nó bán hết trơn, nó chỉ còn vợ con là nó không bán được thôi cô chú. Nếu mà he mà mua bán mà con người he mà hợp pháp hay là thằng trọng nó sẽ bán con nó sạch sẽ luôn, thậm chí nó bán luôn con vợ nó luôn đó cô chú. Với cái bản tính siêng ăn biếng làm và thích xài tiền là như nước gì đó cô chú, thì không bao giờ mà nó khá lên nổi. Trời ơi, nó nói như là đúng rồi vậy đó cô chú. Nó nói là trong vòng 3 năm tới nó sẽ có nhà có tất cả và có cái gì nó cũng có hết đó cô chú. Cô chú biết làm sao nó có không? Nó đi lượm bọc, nó đi lượm ve chai đó, thì những cái đồ gì người ta thảy bỏ đó đó thì nó lượm ra nó đem về nhà đó là nó có đó. Như hôm nay nè cô chú thấy không, trời ơi, cái bộ bàn ghế của người ta dục bỏ dưới biển đó, người ta hư hao này nọ rồi đó người ta bỏ, mà nó đi lượm bọc, nó đi lượm mũ, đi lượm ve chai mà nó gặp được ha, nó mừng như là nó lượm được vàng với cô chú. Nó ngộ thiệt, cái gì của người ta đã bỏ rồi á mà nó mừng, nó quýnh lên, nó quýnh đít lên hết trơn cô chú. Nó như là bắt được vàng vậy, nó nói trời ơi, của mình là đừng có lo à. Đó, không có bàn trời cho có bàn, không có ghế trời cho có ghế cô chú. Nghe nó nói mắc cười không cô chú, nó chỉ thích vậy đó. Thì mai mốt nè, nó muốn phòng, nó đang mơ ước có một á, cái ngôi nhà, thì mai mốt nó cũng đi lượm bọc vậy đó cô chú. Đó, thì nó lượm được cái ngôi nhà, biết ngôi nhà gì không cô chú? Ngôi nhà giấy hoặc là ngôi nhà bằng mủ, không làm cái gì hết trơn cô chú. Từ hồi đó tới giờ 30 mấy tuổi rồi, nó Tết này nó 34 tuổi rồi mà hả, không có làm nên cái trò trống gì trơn, mà mơ ước quá xa vời, mơ ước quá cao sang, có tất cả đó rồi ha, có nhà cửa, có đất cát đồ này nọ luôn cô chú. Cô chú nghĩ nghe mắc cười không cô chú? Người á làm biếng như vậy á mà trời nào cho có ăn, mà nó cứ hy vọng, cô chú nó biết hy vọng không? Hy vọng một ngày nào đó nó được trúng số và nó sẽ có nhà có tất cả, và chắc nó nằm mơ nó được cái bà tiên nào báo mộng trong giấc mơ như lúc trước nó kể đó cô chú. Nó thấy con khổ quá cho con này nọ, nó cứ mộng, nó cứ mộng thì cái bà kia là báo chắc trong vòng 3 năm tới là con sẽ có tất cả hay gì đó. Nên y ta nói những cái gì thấy trong giấc mộng, y ta nói y gan đúng rồi vậy đó cô chú. Mình là cô chú, tiền mình nắm trong tay và mình đang kinh doanh cái gì đó đó ha, đang kinh doanh luôn, chưa chắc gì mình nắm chắc phần thắng 3 năm sau đó là mình bán cái miếng đất ra mình lời nó, thậm chí lỗ nó cô chú. Còn nó không có cái gì trong tay hết trơn, không có đồng bạc, tay không bắt cóp, tay không đi lượm bọc vậy đó, mà nói cái miệng nói thấy sợ vậy đó cô chú. Nói mà người ta ghét phải chi, nói mà người ta thương sao? Mình là đang ăn mài, mình là đang ăn xin, mình là một cái thằng nói khoét, mình là một cái thằng nói dốc nói láo riết rồi không có ai tin. Thì đừng có lên trên cộng đồng mạng làm cái gì cũng đi lên trên cộng đồng mạng chân cô chú, rồi nói làm sao người ta chửi. Bởi vì mày nói mày có làm đâu, rồi mày ăn mày ăn chi. Bây giờ mày cứ việc mày lên trên cộng đồng mạng, mày đừng có ăn xin, mày đừng có ăn mày, mày đừng có nói dốc nói láo, đừng có nổ, đừng có phét này nọ, thì kệ mày, cuộc sống là của mày, mày thích đưa lên thì kệ mày. Còn này mày lên đây nè, trời ơi cô chú ơi này nọ ha, con giờ con thay đổi rồi, giờ thôi con không có nói trước đâu, con nói trước thì sợ con làm không được này nọ, cô chú ấy nói con nổ này nọ để con làm đi đó. Rồi hồi vừa nói xong quay qua nổ, nổ banh nhà lòng chợ luôn cô chú. Nó xàm cái thằng này nè ha, nghĩ làm sao mà nó ngộ cô chú như vậy ha, mà con thì nó chịu đựng được, hay nghĩ con nhỏ này cái sức chịu đựng của nó cũng trâu bò. Rồi bây giờ vậy nè cô chú, để con quay lại cái câu chuyện nguyên cái gia đình trọng súng đi, giờ mình nói tới ông tò te chút xíu đi cô chú. Ông tò te này thì cô chú biết rồi đó, là để con tả về cái con người của ông tò te. Ông tò te là một cái ông già lớn tuổi, chỉ lớn tuổi thôi nghe cô chú ha, chứ ha còn thua đứa con nít nữa cô chú. Có tuổi nhưng mà không có cái gì hết trơn, gọi là một cái người lớn tuổi hết trơn cô chú. Thường thường á là người ta nói gì nè cô chú á,
đi ra đường hỏi già, về nhà hỏi trẻ, mà cô chú mà thấy ông tò te già vậy mà cô chú hỏi rồi là cô chú chết quốc rồi đó. Tại sao? Tại vì con người ổng dốc láo, con người ổng nịnh nọt, và con người ổng ha không biết chuyện, không biết điều, và không bao giờ nói sự thật đâu cô chú. Ổng là một cái ông già ba xạo ba sự, một cái ông già bố láo bố đời, một cái ông già cũng hóng hách, một cái ông già cũng siêng ăn biếng làm. Nói chung á, bao nhiêu cái gì đó xấu xa là đổ dồn về hả cho cái ông già tò te này cô chú. Con chỉ nói duy nhất ông già tò te thôi nghe cô chú. Vì một cái ông già gì không có miếng nết na, và không có đủ bản lĩnh, và không có đủ tố chất của một cái con người là lớn tuổi. Một cái ông già gì bậy bạ, ăn nói sầm bậy sầm bạ cô chú. Trời ơi, hổm gại cô chú khán giả, người ta coi những cái clip cũ và người ta bình luận về cho con, người ta nói trời ơi, ông tò te này thật sự rất là thúi tha cô chú ơi. Ổng là một cái ông già mê gái, tới từng tuổi này vẫn chưa hết mê gái cô chú. Lên ăn nói bậy bạ thì cô chú á, cũng như cô chú đã từng nghe và từng chứng kiến đó cô chú thấy không? Leo núi, xả nhớt này nọ vậy đó, rồi gái đẹp đó, rồi nói chung á là ổng cái bản tánh của ổng ha cô chú ha. Cách đây ha đâu là mấy tháng trước, cả năm về trước, có những số kênh YouTube người ta quay là bà tò te bóc phốt ông tò te này nè. Thậm chí là ổng như vậy đó, ổng lấy những cái đứa mà nó đi cũng bụi đời chợ lớn giống ổng vậy đó cô chú, và chính miệng luôn nha cô chú, còn vẫn còn cái clip nha. Và người ta nói và con lục lại con nghe là con có, còn chừng nào mà con đợi vợ chồng ổng lên mà phản biện cái vấn đề này thì con đưa cái clip đó lên cho cô chú nghe. Nó gửi xong bà phốt là ổng là đi lấy bậy lấy bạ rồi ra tới chính quyền gì tè le tè lưa hết trơn vậy đó. Thì ổng nói á, ổng giải thích với mấy cái kênh YouTube á, nếu mà thật sự á, nhưng mà có như vậy á, thì chính quyền và nhà của người ta đó đập đầu ổng rồi có để cho ổng yên hay không. Thì đó là những gì bà tò te tố cáo, còn ông ta thì cố biện minh. Thì thôi cái câu chuyện đó thì mình để sau đi cô chú, mình nói cái câu chuyện hiện tại đi. Đó, con nói rồi, cái quá khứ của ông bà tò te này nó thối gùm mà không có cái gì hay ho đâu cả gia đình luôn cô chú. Bây giờ con tóm tắt sơ lược lại về á, cái nguyên cái gia đình này á, để cho cô chú nào vào sau cái câu chuyện hiểu rõ là tại sao mà tụi con phải lên nói hoài hoài mỗi ngày để làm chi. Để cho cái gia đình này nè, không có lừa gạt được mạnh thường quân. Vì một cái gia đình này là từ trên xuống dưới, từ cha đến con, từ vợ đến chồng, là một cái gia đình siêng ăn biếng làm. Chỉ có bà tò te thôi đó, bán một cái xe xôi vào cái buổi trưa tới tối vài tiếng đồng hồ thôi. Còn cái tất cả các thời gian còn lại ông tò te thì nát rượu mà mê gái nên đi làm tầm bậy tầm bạ đó. Người ta đã lên người ta nói đó cô chú, và chính miệng bà tò te nói luôn nghe cô chú đó. Rồi xong phòng rồi cái thời gian rảnh rỗi đó thì bà tò te con thì thằng trọng này nọ cũng số má. Thì con hỏi cô chú, một cái gia đình siêng ăn biếng làm như vậy đó, mình có nên giúp đỡ hay không? Không, mình phải giúp cho những cái trường hợp, cho cái hoàn cảnh nào thật sự người ta khó khăn và người ta đang cần đó thì mình giúp. Con cái này mình giúp chi? Giúp cho những người lười biếng lười lao động vậy mà thích xài tiền phung phí, và thậm chí hả xài sang hơn cả những cái mạnh thường quân đó cô chú. Con nói có những số mạnh thường quân nha, người ta gửi cho nhưng mà người ta chích từ những cái đồng lương hưu hoặc là những cái đồng lương của người ta hàng tháng người ta đi làm có vài triệu thôi. Người ta chích tại vì người ta thấy tội mấy đứa bé và người ta chích, người ta cho, người ta cũng làm đó. Mà tại sao nó xài tiền của mạnh thường quân mà trong khi đó nó không có thương tiếc, nó xài và nó mua đồ quan phí vô tội dạ cô chú thấy không? Hổng gai, nó lôi nguyên cái gia đình của nó là đi lên trên Hà Tiên nó sinh sống. Nó nói là trên đó là có gáp có bọc nhiều, dễ kiếm sống. Rồi nó lôi cả gia đình mà con lên nó con thấy mấy ngày nay chả có đi lụm được cái gì chân cô chú. Thì nó cũng bài trò, nó vẽ vời đó, nó lên ha, nó mua lưới, nó lên nó quay phim rồi nó đi về lại chỗ nhà trọ nó xong cái nó kéo nguyên gia đình nó rồi nó bán đồ. Nó lôi hết gia đình nó đi du lịch, đi lại ngay chân cái chỗ khu du lịch ăn sang, nó ăn trên ngồi trước vậy đó. Rồi nó xài đồng tiền nó ở đâu? Có phải đồng tiền của mạnh thường quân không? Và tiền đó, nó bán đồ đi đó, là đó cũng là những cái món đồ của mạnh thường quân gửi cho nó. Nó mà tại sao mình phải giúp những cái con người như vậy cô chú phòng? Đó, để tiền nó đi, mình để đó mình ăn. Mình cũng biết ăn sang đi cô chú, mình cũng biết đi du lịch vậy. Mắc mớ gì mình phải cho một cái thằng làm biến như vậy không chịu lo làm. Thở nay mình không đi tìm cái chỗ nào mà có công ăn việc làm để cho vợ chồng đi làm rồi con cái gửi đi học này nọ vậy đi, mình mới biết yêu thương gia đình, mình biết lo cho con cái mình này nọ. Thì đi làm mà không đủ ăn thì người ta còn thương, người ta còn giúp đỡ.
Con này nó lên trên cộng đồng mạng, nó đi du lịch rồi nó đi bắt chuột rồi nó đi giăng lưới rồi xong phải không? Nó đi bắt hến bắt dẹm rồi lên chỉ thấy cái miệng nó ăn không à cô chú, nó có làm gì đâu cô chú, thấy nó có bán được cái đồng bạc nào không? Cái thằng Trọng này nghe cô chú, mà cô chú nói sai về nó thì nó sẽ tìm bằng mọi cách nó chứng minh cụ thể, như hổm ghề các anh em phản biện người ta cũng nói là nó quay cá của ai đó này nọ, chứ nó bắt làm gì dính cá đó làm gì, thì nó lên nó nói của nó, cá nhóc mắc mới gì nó phải đi mua rồi để nó lợi, nó quay cho cô chú thấy là nó không có mua cá ông này. Không lẽ giờ nó kêu ông kia nói gì giùm, không lẽ ông kia ông nói là nó mua không cô chú, mà nó hở rồi nó thích chứng minh, nó thích thể hiện đó. Thì con nói cô chú nè, những cái chuyện gì đó mình nói nó ra đó, nó đâu có chứng minh đâu, nó đâu có dám chứng minh đâu. Thì con hỏi cô chú có hay không, mình phải lật ngược lại vấn đề, những gì ha mà nó cứ quan quan lên trên miệng nó thể hiện này nọ vậy đó ha cô chú. Đó thì mình nói nó không có cái, nó chứng minh, nó nhờ người này người nọ nó biện minh giùm nó, y gan luôn ông bà thò te cũng vậy. Cái vụ cái nhà thì con nói với cô chú có giật nợ người ta không á, trên cả cộng đồng mạng người ta biết hết rồi đó. Và có như những gì người ta nói không thì người ta cũng phân tích những cái gì bả đưa lên, chính miệng bả nói. Còn cái này trời ơi, bả lợi bả có dịp nào bả về Kiên Giang này nọ đâu vậy đó cô chú đó. Bởi vì nguyên một cái gia đình mà cái chuyện thối nát, cái chuyện xấu xa đó, rồi cái chuyện mà người ta cho mình được bao nhiêu tiền đó, sao mình không sao kê ra đi, sao mình không thích chứng minh đi. Mà ha, mà miễn ai nói chịch gì là không được à nghe. Cái gia đình của người ta ăn mày là ăn mày mà phải có sĩ diện nha cô chú nha. Cô chú không được quyền phỉ báng, không được quyền mà sỉ nhục người ta nghe. Ủa ngộ gì, nếu như vậy mình không muốn người khác đụng chạm tới mình thì mình đừng có đưa lên trên cộng đồng mạng. Mình đưa nguyên một cái gia đình ăn mày trên cộng đồng mạng vậy đó, rồi bắt người ta không được quyền nói. Ủa sao ngộ vậy, mình biết bản thân mình không à. Còn ông tò te cô chú quay lại ổng thì cô chú, ổng nói là tại con thì nó đài thằng Trọng súng, cho nên là thằng Trọng nó muốn khùng rồi, nó làm những chuyện tầm bậy tầm bạ không à. Thì con hỏi cô chú con gì nè, con giống cha không? Đó, thằng Trọng nó giống ông, cũng là một cái ông già lười biếng và nghiện rượu, chỉ thích là nhậu nhẹt, bê bết mỗi ngày, không làm cái gì hết đó. Rồi ha, cho nên á, nhà cửa đã cái nhà thì á, là có người đàn ông trụ cột trong gia đình á, mà ông đàn ông như vậy rồi đó cô chú, như ông tò te vậy rồi, nó thú quắc vậy rồi đó, thì á, có nên nhà nên cửa không? Bà tò te suy cho cùng, bả cũng là phụ nữ và bả gồng gánh nói chung cũng mấy chục năm á, là hết sức chịu đựng của bả rồi. Nhà hai thằng đàn ông mà để cho một cái bà đàn bà bả lên bả làm, bả nắm quyền như vậy á, thì con hỏi cô chú làm sao mà được. Đàn ông gì đâu mà tối ngày chỉ biết tầm bậy tầm bạ rồi mê gái. Ổng nói nha cô chú ha, là hồi đó ha là vợ ha, ổng có mấy vợ trước, ổng 14, 16 tuổi ha. Đó, như vậy đó, nó mới non, nó mới trong trắng, nó mới dễ thương, nó thấy ông già mắc nết không. Tới hôm nay vẫn còn nói như vậy đó cô chú, ổng có hiểu gì đâu. Ổng đang vi phạm pháp luật, ổng lấy con người ta 14, 16 tuổi bởi vì cha mẹ người ta thưa kiện là phải rồi, rồi ổng đóng khùng. Ổng nó khùng cho qua chuyện, với cái dáng dốc của ổng thì nhìn cũng giống như một ông khùng vậy đó cô chú, cho nên là dễ qua mặt được chính quyền và người ta thấy cái câu chuyện nó không quá lớn lao, cho nên thôi người ta cũng bỏ qua. Trời ơi, chứ ổng mà khùng gì, ổng là ông quỷ già, một cái ông già mất nết, một cái ông già ba xạo ba sự. Cô chú thấy không, hổm gài lùm xùm cái câu chuyện của vợ chồng Yến Thanh, không bao giờ nghe cô chú, không bao giờ dám xin lỗi và không bao giờ dám đối mặt. Tại vì sao? Tại vì ổng có nói và ổng luôn lúc nào ổng cũng chối. Và cô chú thấy không, ai cho ổng quay cái gì, ai cho ổng cái gì thì ổng mới cho quay, còn dứt khoát là người khác là không cho quay, mà ổng quên, ổng quên rằng người ta đâu có cần quay một cái nhân vật không có ra gì hết trơn, một cái ông già ba xạo ba sự, nói dốc nói láo, xiên ăn biến làm, nổ như quỷ và không có nên thân nên hình gì hết trơn cô chú, thì ai đâu mà quay. Chẳng qua là người ta muốn xấy vào, muốn đi sâu vào cái câu chuyện của cái tụi YouTube dơ, nó lợi dụng hình ảnh già, nó cũng bàn mưu tính kế gì với ổng rồi, quay để đưa lên những cái thước phim để làm chi, để trục lợi, để mồi chài mạnh thường quân. Thì cô chú thấy rõ ràng không, dù ít dù nhiều gì này nọ thì lâu lâu cũng có một người mắc bẫy. Thì hôm nay cũng như những gì ông ta tính toán rồi, kêu ông Trọng lấy chiếc xe về đi, rồi vài bữa có mạnh thường quân cho thôi. Thì cũng cả tháng hai tháng nay đó cô chú, thì những cái gì trong dự định của ông tò te thì đều trở thành sự thật. Cô tính cô chú thấy không, ổng đâu phải khùng,
Ông già này ông già xạo dữ lắm, ông già láo dữ lắm, chứ không phải khùng như những gì bà tò te và ổng lên trên cộng đồng mạng ông nói đâu nghe cô chú. Có cái clip của hổm đó, ổng nói ổng giả khùng giả điên cho rồi, chứ thật sự ổng đâu có khùng điên gì đâu. Còn thằng Trọng đó cô chú thấy không, với cái bản tánh như vậy thì nó khổ muôn đời, muôn đời nát, không bao giờ ngóc đầu lên nổi. Rồi ông tò te bây giờ ổng đổ lỗi cho con Thì đó, tại con Thì đó mà Trọng biết là nó khùng, nó làm những chuyện tầm bậy tầm bạ như vậy đó, nó đài, con Thì nó đài. Thì ổng ổng nói mà ổng không suy nghĩ lại, rồi ổng có nên thân nên hình gì không, rồi ổng có đài bà tò te không đó. Thì thằng Trọng bây giờ nó y chang, ổng có lo được cho gia đình gì đâu, thì thằng Trọng cũng vậy. Thằng Trọng tính ra hôm nay là nói như vậy là nó rất là giỏi đó nghe cô chú. Còn ông tò te còn tệ hơn ổng nhiều đó, ổng trách con Thì này nọ đồ vậy đó hả, nên là con ổng như vậy. Trời ơi, bản thân ổng như vậy đó có hơn con Thì gì đâu cô chú. Thì thằng Trọng á cô chú ơi, thì nó thích nổi, nó thích lên trên cộng đồng mạng và nó thích làm những chuyện tào lao xàm xí đú thì kệ đi, cho nó phải gánh, nó phải gánh hậu quả như vậy đó cô chú, để nó mới biết, nó mới tở, nó mới biết sợ. Mình á, mình lo mình làm ăn đi ha, vợ chồng có tay có chân lành lặn này nọ, dù cái nghề tệ nhất đi nữa thì cũng là cái nghề vé số đi, có đâu mà thích lụm bọc rồi thích lụm những cái của dơ giấy, những cái của thừa thải người ta bỏ đi rồi đem về mừng quýnh như là lụm được vàng ấy. Trời ơi, lụm mấy cái đồ bỏ mà ngộ thiệt. Cái thằng này không hiểu nổi nó suy nghĩ cái gì, và luôn lúc nào nó cũng mở miệng nó nói là nó yêu thương vợ con nó, dù làm bất cứ cái gì đi chăng nữa nó cũng làm hết, dù hút hầm cầu, dù có đổ bô, hoặc là dù có hút phân đi nữa, một bãi 300 ngàn gì đi, miễn có tiền đem về cho vợ con nó thì nó sẵn sàng nó làm hết. Rồi cô chú nghĩ thằng Trọng nó làm không, hay là nó lên nó tiếp tục cái bài ca con cá đó cô chú đó, một cái bài ca ha, mồi chài Mạnh Thường Quân, để làm chi, để cho Mạnh Thường Quân thấy tội thấy thương này nọ vậy đó. Rồi Mạnh Thường Quân nào vô sao không có hiểu câu chuyện thì dính lưới nó liền, nó giăng lưới, nó giăng bẫy ở trên đọt cây á, chủ yếu là nó giăng Mạnh Thường Quân thôi à cô chú. Nó đang đợi nó mỗi ngày nó giăng cái miếng lưới trên đọt cây á, Mạnh Thường Quân nào mà ngu là dính liền, chui đầu vô lưới đó thì nó tóm cổ. Thằng Trọng đây nè, nó không biết làm cái gì ngoài cái việc ăn xin ăn mài và thích lên trên cộng đồng mạng nói ba xạo ba sự, mà cái miệng nó nổ mà trong khi đó ha, đi ăn xin ăn mài trên cộng đồng mạng vậy cô chú. Cô chú nghĩ thử ai thương mình, ví dụ như mình đóng đi, mình đang đóng một cái vở diễn ăn mài thì mình làm cho chọn cái vai diễn nó đi, có đâu hôm nay đưa vợ đi lại chỗ cái khu du lịch này khu du lịch nọ rồi ở nhà trọ nhà nghỉ, tới bây giờ đó cô chú thấy không, nó có dám quay cái nhà nó đâu, nó có quay đâu đó, nó có thuê đâu mà nó quay đó ha. Nó xàm, nó nói nó dựng chuyện này nọ, rồi con nói rồi, nhầm khi á nó đưa vợ nó về ở đâu đó rồi nó đi ba xạo ba sự vậy đó cô chú.